Hello, xin chào tất cả anh em. Trong cái video này thì Hùng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách thức để anh chị đưa cái sản phẩm và dịch vụ của mình lên trên trang nhất Google. Và không biết là anh chị còn nhớ Hùng không ạ? Đó, ok. Thì tại sao Hùng có thể gửi cái tin cái video này cho anh chị là 3 ngày trước ấy thì Hùng có đăng một cái bài viết ở trên nhóm của thầy Phạm Thành Long, và cái bài viết này thì đã thu hút được 636 lượt bình lượt like và 698 lượt bình luận và 3 lượt share. Thì ở đây các anh chị có hơn 200 gần 300 anh chị đã đưa ra cái ngành nghề và nhờ Hùng có thể là hướng dẫn cho anh chị có thể đưa cái sản phẩm và dịch vụ lên trên trang nhất Google một cách nó nhanh nhất. Ok, thì đây là cái video để Hùng có thể là nói rõ hơn về những cái điều mà có thể giúp được cho anh chị để có thể đưa cái sản phẩm và dịch vụ lên trên trang nhất Google. Anh chị có hào hứng với cái điều này không ạ? Ok, thì trong 3 ngày vừa qua thì Hùng đã dành rất là nhiều thời gian để chuẩn bị các slide các anh như anh chị thấy ở đây. Đó. Và trong cái nội dung ngắn trong cái video này nó chỉ khoảng 5 phút thôi, thì Hùng sẽ chia sẻ thật là nhanh những cái nội dung mà Hùng sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị đấy, để anh chị có thể là áp dụng vào trong công việc kinh doanh. Thì trước tiên thì Hùng xin được giới thiệu một chút, thì Hùng là một học viên cao cấp của thầy Phạm Thành Long. Đây mình ngồi đây đó, và mình học từ năm thầy Long từ năm 2016, và rất là nhiều những cái người anh người chị khác mình cũng theo học và mình cũng tham gia những dự án rất là lớn. Ví dụ các bạn có thể thấy ở đây là một cái dự án về đào tạo, và đây là mình, đây là anh Thơ, đây là anh Khương, và đây là chị Lanh, và rất là nhiều những người thầy rất là đây đây là thầy Tuấn Anh đó, đây cũng là thầy Tuấn Anh, rất là nhiều người thầy mà đang là giáo viên dạy học sinh ở trên hàng đầu internet hiện nay. Đó, anh Thơ thì là bên iNet đó. Và hiện công việc hiện tại của Hùng ấy là hỗ trợ tư vấn cho tất cả anh chị trong lĩnh vực internet marketing trong doanh nghiệp. Ok, thì cái nội dung trong cái nội dung này Hùng thì chia sẻ cho anh chị một cái kênh vô cùng là tuyệt vời, giúp anh chị có thể đưa cái sản phẩm của anh chị lên trên trang nhất Google. Ok, trang nhất Google anh chị ạ, đưa anh chị lên trang nhất Google, và anh chị sẽ không bỏ phí cái khoảng thời gian mà anh chị xem video này. Nào, bây giờ chúng ta cùng khám phá nhé. Nhưng trước khi mà đi vào hướng dẫn thêm cho anh chị ấy, thì Hùng xin giới thiệu với anh chị, Hùng xin chia sẻ lại, tức là Hùng tin chắc là anh chị biết cái điều này, đó là những cái kênh mà hiện tại mà khách hàng tìm kiếm rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy là ở trên Google đúng không ạ, search trên Google, ở trên YouTube khách hàng search trên YouTube, và ở trên Facebook khách hàng ở search ở trên Facebook đúng không ạ. Vậy thì làm thế nào đúng không ạ, làm thế nào để chúng ta đưa cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta lên trên trang nhất của Google đấy ạ? Vâng ạ, vậy vậy thì làm thế nào để chúng ta đưa có thể đưa cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta lên trang nhất Google đấy ạ? Ok, để Hùng kéo cái này sang nha. Ok. Đóng này lại. Ok, và cái video này, tại sao Hùng lại làm cái video này? Thì cái chiến lược kinh doanh của Hùng ấy, của tôi ấy, thì chính là giá trị của bạn được quyết định bởi giá trị bạn cho đi, chứ không phải giá trị mà bạn nhận được. Đó là cái lý do. Đấy là cái lý do mà Hùng chia sẻ cái video này cho tất cả anh chị. Và Hùng cũng chia sẻ một cái câu nói rất là hay của Bill Gates, là nếu không kinh doanh qua internet thì tốt nhất là đừng nên kinh doanh nữa. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại thì liên quan đến Covid thì chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái việc là kinh doanh online đúng không ạ? Tiếp cận khách hàng qua nền tảng online đúng không ạ? Qua nền tảng internet đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok. Và nếu như mà anh chị có cùng có cái chân lý kinh doanh như này, và cũng mong muốn đưa cái doanh nghiệp của mình lên internet để có thu được thật là nhiều khách hàng, để giúp cho doanh số cũng như là lợi nhuận của doanh nghiệp được gia tăng và phát triển bền vững, thì đây chính là cái video dành cho tất cả các anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết. Ok. Một trong những cái điều mà tôi muốn anh chị tôi muốn các anh chị, đó là chúng ta cần phải ghi nhớ một trong hai công cụ để anh chị có thể phát hiện ra được cái nhu cầu của khách hàng, đó chính là keywordtool.io và Google Keyword Planner. Có thể là thầy Long hay là một vài những cái người mà các anh chị có thể là tìm hiểu và theo học đã biết về công cụ này. Tuy nhiên là Hùng xin lại nhắc lại một lần nữa là đây là hai công cụ đặc biệt là quan trọng. Nếu anh chị muốn kinh doanh thành công ở trên internet thì các anh chị phải nắm vững hai công cụ này. Và cái công cụ này thì được Hùng sẽ chia sẻ ở những cái video clip sau. Ok.
Tuy nhiên thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị một trong những cái cách thức vô cùng là đặc biệt các anh chị nha. Đó, thì bây giờ các anh chị là muốn Hùng đưa hướng dẫn cho các anh chị là cái cách thức để cho chúng ta cung cấp những cái dịch vụ đúng không ạ? Để mà những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, những cửa hàng, những cái doanh nghiệp của chúng ta làm sao để có thể là lên trên internet và xuất hiện ở vị trí trang nhất đúng không ạ? Đó, ok. Thì ở đây em Hùng ở đây tôi thì đã liệt kê một vài những cái keyword ở đây để tôi giới thiệu nhanh cho anh em đúng không ạ? Đó, ví dụ như đầu tiên là khách hàng sẽ tìm kiếm cái từ là cửa hàng nội thất đúng không ạ? Ok, đúng không ạ? Và khi mà khách hàng tìm kiếm, ví dụ đây là một cái từ khóa mà khách hàng mua hàng đúng không ạ? Thì tôi muốn biết xem là cái từ khóa này có lượt tìm kiếm hay không, thì tôi sẽ bắt đầu search ở trên này nha. Đây là công cụ để giúp chúng ta có thể là biết được là khách hàng có tìm kiếm những cái từ khóa đó hay không. Ok, đợi một chút, nó đang loát. Ok, như vậy chúng ta có thể thấy được là với cái từ khóa là cửa hàng nội thất thì cái lượt tìm kiếm mỗi tháng nó là 2.400, và ngoài ra có những lượt tìm kiếm khác đó, các anh chị có thể thấy không ạ? Đó, tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ lấy cái từ khóa mà có lượt tìm kiếm nhiều nhất. Sau đó thì các anh chị thấy rằng là với 2.400 lượt tìm kiếm hàng tháng thì khi mà chúng ta tìm kiếm trên Google, ngay lập tức những cái trang quảng cáo đó, anh chị có thể thấy đây là một trong những cái đơn vị mà họ đang rất là mạnh ở trên internet, và họ ngay lập tức họ tiếp cận khách hàng bằng cách là xuất hiện ở trên cái trang nhất Google khi mà khách hàng tìm kiếm những cái từ khóa là cửa hàng nội thất. Ok, và chúng ta có thể là ghé xem là cái website này nó như nào đúng không ạ? Đó, các anh chị có thể thấy đây là một cái website họ thiết kế rất là bắt mắt, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, ok. Đó, anh chị có thể thấy không? Tuy nhiên cái website này thì theo theo tôi nhận thấy thì nó load hơi chậm một chút. Và trên này họ kinh doanh rất là nhiều những cái sản phẩm đúng không ạ? Và họ quảng cáo, họ đưa khách hàng vào trong cái website của họ đúng không ạ? Và họ đưa vào website của họ thì có thể là khách hàng sẽ có những cái thao tác đó là gọi điện để có thể là tìm hiểu thêm về sản phẩm hay là tìm hiểu về những cái sản phẩm bên trong này đúng không ạ? Ok. Tuy nhiên cái thứ mà Hùng chia sẻ nó không phải nằm ở những cái vị trí này, mà nó cũng chẳng phải nằm ở những cái vị trí ở dưới đây. Các anh chị có thể qua các anh chị có biết rằng là để nằm được cái vị trí sẽ đây là vị trí SEO nhá, SEO trang nhất Google, là các đơn vị này họ phải bỏ rất là nhiều tiền, họ phải bỏ rất là nhiều tiền để xây dựng nội dung để có thể là đưa những cái từ khóa này đúng không ạ? Ví dụ như nội thất nhà sinh lên một trong những cái đơn vị là nội thất hàng đầu tại Việt Nam này các anh chị nhá. Đó, và họ chắc chắn họ sẽ phải bỏ rất 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 là nhiều tiền mới có thể xuất hiện trên cái vị trí này được. Đó. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị một cái điều vô cùng là đặc biệt, và các anh chị không cần phải bỏ quá là nhiều ngân sách, và thậm chí là các anh chị có thể là không thể tưởng tượng được là cái nguồn chi phí các anh chị bỏ ra nó cực kỳ thấp, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại cho anh chị sang ngoài cái sức tưởng tượng đó. Các anh chị để ý nha, đầu tiên có phải là quảng cáo Google không ạ? Đó, kế tiếp là những cái vị trí Google Maps xung quanh của chúng ta đúng không ạ? Đó, ok, mới kế tiếp mới mới đến là những cái website, những cái website để SEO SEO từ khóa đúng không ạ? Đó, và có một cái điều bí mật và có một điều vô cùng tuyệt vời nếu các anh chị phát hiện ra, đấy chính là cái vị trí Google Maps, các anh chị thấy không ạ? Và những cái vị trí này hiện tại nha, đây là những cái cửa hàng mà họ không có cần quảng cáo, tuy nhiên mà họ vẫn xuất hiện ở đây đó. Đó, tôi có thể bấm vào đó, khi bấm vào thì ngay lập tức những cái đơn vị này, các bạn có thấy không? Biz nội thất đã đây, đây đây là những cái đơn vị mà họ quảng cáo này đó, quảng cáo này. Tuy nhiên đây là những cái map mà họ không có quảng cáo nhưng mà nó vẫn xuất hiện ở trên trang nhất Google. Các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Tôi tin chắc là cái map này có một, nếu nếu như mà cái người quản trị cái map này, nếu như cái người mà họ không sở hữu cái map này, họ có thể bị mất cái map này. Vì sao các bạn biết không? Vì cái map này đang chưa có được ai sở hữu cả, đang đang nó đang trôi nổi ở trên Google Map. Đấy. Và tôi muốn rằng là ở trong cái video này và những cái video khác, tôi muốn anh chị phải tạo ra cho mình những cái điểm map như thế này, anh chị nhá. Tôi muốn anh chị tạo cho mình những cái điểm map như thế này. Đây là những cái điểm map anh chị sở hữu nó, và ở trên những cái điểm map đấy các anh chị có những cái thông tin đúng không ạ? Có những cái thông tin đúng không? Đấy, anh chị cập nhật những cái thông tin và những cái đánh giá của người dùng đúng không ạ? Ok, hoặc là trên này có số điện thoại này, có địa chỉ rõ ràng này,
hay là có kể cả các website để dẫn khách hàng sang đó. Các anh chị thấy không, đây là một cái đơn vị mạnh nhất trong ngành nội thất là liên quan đến việc tìm kiếm khách hàng trên internet. Đó là một cái chuỗi những cái hành động, những cái nền tảng, những cái công cụ mà bên này áp dụng, mà tôi tin chắc rằng đây là cái đơn vị mà có thể thu được rất là nhiều khách hàng tiềm năng, đúng không? Ok. Và tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục demo cho anh chị những cái từ khóa khác. Tôi lấy ví dụ như là có rất là nhiều anh chị hỏi tôi về mỹ phẩm nhập khẩu có được hay không, thì đây là câu trả lời, đúng không ạ? Ví dụ như khách hàng sẽ có cái từ mỹ phẩm nhập nhập khẩu Nhật, đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ xem cái từ khóa này có lượt tìm kiếm nhiều không. Đấy anh chị nhá, một trong những cái bí mật là anh chị cần phải biết sử dụng cái công cụ Keyword Tool này, đúng không ạ? Đó, mỹ phẩm nhập khẩu Nhật Bản. Ok. À, với cái từ khóa này thì tôi nhận thấy rằng không có nhiều lượt tìm kiếm. Đó, thì có mỗi cái từ khóa là nhập khẩu chính hãng này thôi. Đó. Đó, nhập khẩu chính hãng đúng không? Đó thì ngay lập tức các bạn nha, nó xuất hiện ra. Đó, nó xuất hiện những cái vị trí xung quanh hai người dùng tìm kiếm. Các anh chị thấy nó tuyệt vời không? Và đương nhiên nó xuất hiện, và nếu như mà các anh chị có những cái phần call to action hay những hình ảnh đẹp đây thì họ họ sẽ kích vào, họ xem, và có thể họ sẽ ghé cái qua cái cửa hàng, đúng không ạ? Họ sẽ ghé qua cái cửa hàng để họ có thể là mua hàng hoặc là tìm hiểu về những cái sản phẩm, các anh chị thấy không? Đó, nó xuất hiện những cái sản phẩm ra đây rồi nha. Đó, và họ có thể xem. Ok, tiếp theo nữa. Ồ, cũng khá là dài rồi. Tôi lấy ví dụ một vài anh chị có hỏi tôi về ví dụ như xưởng quần áo trẻ em thì có lên tốt được hay không, thì tôi cũng trả lời rằng là nào, để xem nào. Đấy các anh chị nhá. Wow, lên tốt luôn. Tiếp theo thì ví dụ một số anh chị làm trong lĩnh vực còn đồ ăn thì người dùng ấy thường thường họ sẽ tìm, ví dụ người dùng họ mới lần đầu tiên ví dụ đến những khu du lịch hay là đây lần đầu tiên đến những thành phố đấy, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái từ khóa liên quan, ví dụ như là quán cà phê gần đây, đúng không ạ? Oh, thì ngay lập tức, oh, anh chị thấy không? Xuất hiện trên top Google, Google Maps đã xuất hiện, Google Business đã xuất hiện trên top Google. Ok, tiếp theo, một số anh chị làm về thi công nội thất rồi là phụ tùng, ví dụ như là cửa hàng phụ tùng đi, cửa hàng phụ tùng ô tô đi. Wow, các anh chị thấy không? Đó, xuất hiện luôn ngay bên dưới quảng cáo và bên trên sale. Các anh chị thấy tuyệt vời không? Rất là nhiều cũng đều tuyệt vời. Và trong một cái video ngắn này thì Hùng không thể mà chia sẻ hết được. Thì Hùng hẹn anh chị vào một cái video Hùng hôm nay là ngày 21 tháng 8 thì Hùng sẽ tổ chức một cái buổi live stream sẽ bắt đầu từ 8:30 cho tới 10:30 và có thể dài hơn nếu như mà anh chị có nhiều năng lượng để có thể là tham gia cái chương trình đấy. Và cái chương trình đấy sẽ được tổ chức ở trong cái group là cộng đồng doanh nhân internet đó, CPN. Thì các anh chị có search cái từ khóa này, sau đó bấm vào nút tham gia, rồi sau đó thì Hùng sẽ duyệt bài duyệt để cho anh chị tham gia, hoặc là các anh chị có thể truy cập vào cái link nhóm ở trong cái phần chatbot mà Hùng gửi cho tất cả anh chị. Ok. Và ở trong cái buổi chia sẻ tối ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều hơn cái cách thức để anh chị có thể là sử dụng cái công cụ Google Keyword Tool như thế nào, hay Google Keyword Planner như thế nào để cho chúng ta biết được khách hàng. Hay là Hùng cũng sẽ đưa cho anh chị những cái phần test ở những cái phần cụ thể về nhiều ngành nghề hơn. Và ở đây các anh chị có thể là hỏi đáp về cái ngành nghề của mình. Ok, tiếp theo nữa là Hùng cũng chia sẻ cho các anh chị được là làm thế nào để chúng ta xuất hiện ở trên trang nhất Google một cách chi tiết hơn. Ok, chúng ta cũng sẽ biết được Google Business là gì, Google Maps là gì, và nó sẽ lợi ích của nó sẽ mang lại cho chúng ta là gì. Ok, tiếp theo nữa Hùng cũng sẽ rốt cho các anh chị là cái cách thức để chúng ta có thu hút được thêm khách hàng vào trong cái Google Business, các cách thức mà Google Business hiển thị. Ok, đó. Những cái công cụ, những cái cách thức để chúng ta có thể tối ưu ở trên Google Business, rồi cách đặt tên, rồi là tối ưu hình ảnh như thế nào, tạo đánh giá, chốt danh, ABC, rất là nhiều những cái nội dung mà Hùng sẽ chia sẻ trong cái video, trong cái chương trình livestream tối ngày hôm nay. Thì là anh chị hãy truy cập vào nhóm nha, các anh chị hãy truy cập vào nhóm. Khi mà vào nhóm sau đó thì là Hùng sẽ xét duyệt, xong là hẹn gặp chị lại anh chị vào tối ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái điều tuyệt vời sẽ chia sẻ đến cho anh chị trong tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại buổi tối ngày hôm nay. Xin chào.